Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đỗ đen là một trong những loại hạt vô cùng tốt đối với sức khỏe của con người. Nó có tác động trực tiếp tới sức khỏe hàng ngày của chúng ta. Bên cạnh đó, đỗ đen còn tham gia chữa trị một số bệnh lý nhất định. Vậy các bạn đã hiểu hết về những công dụng của đỗ đen hay chưa? Thì mời quý vị cùng theo dõi clip sau đây. 1. Duy trì xương khỏe mạnh. Trong đỗ đen có sắt, canxi, phốt pho, magie, đồng, kẽm, mangan, giúp duy trì cấu trúc xương khiến xương chắc khỏe hơn. Đặc biệt, canxi và phốt pho còn có vai trò quan trọng trong việc hình thành cấu trúc xương. Sắt và kẽm giúp xương duy trì độ chắc khỏe và đàn hồi tốt. 2. Hạ huyết áp. Trong đỗ đen có lượng natri thấp, bên cạnh đó còn có cả magie, canxi và sắt. Đây là những chất giúp giảm huyết áp tự nhiên. 3. Tốt cho người bị bệnh tiểu đường. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng những bệnh nhân mắc tiểu đường loại 1 khi ăn nhiều chất xơ có thể giảm nồng độ glucose trong máu. Đỗ đen rất tốt cho người tiểu đường, bởi một chén đỗ đen nấu chín có tới 15g chất xơ, tương đương khoảng 50% nhu cầu chất xơ mỗi ngày của người. 4. Ngăn ngừa bệnh tim. Vitamin B6, kali, chất xơ, folate của đỗ đen giúp mang tới sức khỏe tốt cho tim mạch. Lượng chất xơ giúp giảm cholesterol trong máu nên giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Vitamin B6, folate ngăn chặn sự tích tụ của hormone cysteine, giúp giảm nguy cơ làm hỏng mạch máu, bảo vệ tim mạch tốt hơn. 5. Ngăn ngừa ung thư. Selenium tìm thấy trong đậu đen giúp thanh lọc những chất độc hại có thể phát triển thành căn bệnh ung thư ra khỏi cơ thể. Selenium còn ngăn ngừa viêm và giảm sự phát triển của khối u. 6. Hỗ trợ tiêu hóa. Đỗ đen có nhiều chất xơ nên giúp ngăn chặn tình trạng táo bón, tăng cường sức khỏe cho hệ tiêu hóa của bạn. 7. Hỗ trợ giảm cân. Đỗ đen là thực phẩm giàu chất xơ nên có thể hỗ trợ giảm cân hiệu quả, bởi chất xơ giúp bạn no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn. 8. Điều trị rối loạn chức năng tình dục. Các thực phẩm họ đậu, trong đó có đậu đen, rất tốt cho sinh lý nam giới. Nó cung cấp lượng protein, sắt, kẽm, lysine rất dồi dào. Đây là những chất đã được chứng minh có vai trò cải thiện sinh lý nam giới. Chất lysine là thành phần chủ yếu tạo nên tinh trùng. Ngoài ra, molybdenum có trong đỗ đen còn giúp giảm chứng bất lực, rối loạn cương dương ở nam giới. Loại vitamin này giúp cải thiện chất lượng tình dục rất tốt cho nam. 9. Tăng cường hệ thần kinh. Bằng cách cung cấp những axit amin và moliden cần thiết cho cơ thể, giúp cải thiện chức năng của hệ thống thần kinh. Đỗ đen cung cấp vitamin B9, folate cao. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu thiếu hụt folate sẽ khiến gia tăng nồng độ hormone cysteine, có thể dẫn tới mắc các bệnh về thoái hóa thần kinh như Parkinson. 10. Đỗ đen rất tốt cho nữ giới. Cung cấp nhiều khoáng chất, vitamin cùng 10 loại axit amin cần thiết, giúp phụ nữ duy trì được vẻ đẹp của làn da, da dẻ trở nên mịn màng và căng mọng hơn. Polyphenol có trong đỗ đen được biết đến như một chất chống lão hóa tốt. Anthocyanin cũng có tác dụng chống oxy hóa hiệu quả. Vỏ của đỗ đen có saponin rất tốt cho sức khỏe. Nó có tác dụng làm giảm cholesterol trong máu và phòng chống ung thư vú, kích thích hệ miễn dịch. 11. Bổ thận. Người Trung Quốc và Nhật Bản từ lâu đã sử dụng đậu đen rang làm thuốc tăng cường sinh lý, bổ thận và bổ máu. Bởi trong đông y quan niệm rằng màu sắc của đỗ đen thuộc hành thủy có liên quan tới thận, nên chúng có tác dụng dẫn thuốc về thận. Vâng, mặc dù có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và làm đẹp như vậy, tuy nhiên thì vẫn có một số nhóm người nhất định không được sử dụng đậu đen. Vậy những nhóm người đó là gì? Thì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi clip. 1. Những người thuộc nhóm cơ thể hàn lạnh. Đỗ đen có tính mát nên không dùng cho người bị hư hàn, ví dụ như tứ chi lạnh, mệt mỏi, eo và chân đau do lạnh, tiêu chảy, đi ngoài phân lỏng. Những người này nếu ăn đậu đen sẽ làm tăng thêm các triệu chứng, thậm chí dẫn đến các bệnh khác. 2. Những người đang dùng nhiều loại thuốc. Do đậu đen có tác dụng giải độc khi các thành phần protein và phốt pho hữu cơ, các kim loại nặng này kết hợp thành chất kết tủa. Vì vậy, chúng cũng có tác dụng phản ứng với các thành phần có liên quan trong thuốc, làm giảm hiệu quả của việc uống thuốc. Đỗ đen thuộc vào nhóm thực phẩm có chứa nhiều phytat. Chất này gây cản trở cho việc hấp thu các khoáng chất khác như sắt, kẽm, đồng, phốt pho. Nếu cơ thể kém hấp thu các vi chất trên, sẽ dẫn tới thiếu máu, loãng xương. Phytat nhiều có thể ức chế một số enzyme tiêu hóa để tốt cho sức khỏe. Các chuyên gia khuyến cáo nên dùng nước đậu đen như một thứ nước uống thưởng thức, chứ không nên dùng loại nước này để thay thế cho nước uống hàng ngày. Đối với người khỏe mạnh, không thuộc ba nhóm kể trên,
mỗi ngày uống 1 ly là đủ. Người có bệnh lý tiêu hóa chỉ nên dùng 1 đến 2 ly trên tuần. Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi không nên dùng nước đậu đen. Vâng, như vậy thì chắc hẳn là chúng ta cũng thấy những công dụng tuyệt vời của đỗ đen rồi đúng không ạ? Với những lưu ý mà chúng tôi vừa đưa ra trên đây, thì hy vọng rằng quý vị sẽ tận dụng một cách triệt để nhất những công dụng của đỗ đen. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.